Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phòng Y tế thành phố Châu Đốc, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, Phòng khám đa khoa Bình An, Hội đồng y thành phố và bà Vũ Hồng Hoa, quyền giám đốc Trung tâm Y tế thành phố. Phóng sự vẻ đẹp thanh tịnh thơ mộng chùa Hang ở thành phố Châu Đốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 2 năm 2020, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đoàn có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc. Đảng bộ thành phố Châu Đốc hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng gồm 17 đảng ủy với 170 chi đảng bộ trực thuộc và 47 chi bộ cơ sở. Đến nay đã có 15 trên 64 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành nội dung dự thảo văn kiện và quy trình rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Đến cuối tháng 1 năm 2020, tất cả 170 chi đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2023. Chuẩn bị văn kiện đại hội, đảng bộ thành phố đã thành lập tiểu ban văn kiện, đồng thời xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảng bộ thành phố để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, theo từng lĩnh vực, để triển khai lấy ý kiến tại đại hội các chi đảng bộ trực thuộc. Trên tinh thần hướng dẫn của tỉnh ủy, thành ủy Châu Đốc đã chọn 2 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc gồm chi bộ văn phòng thành ủy và đảng bộ phường Vĩnh Quân tiến hành đại hội điểm, chọn đảng bộ xã Vĩnh Châu, đảng bộ khối dân thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng của Châu Đốc. Đồng chí yêu cầu văn kiện đại hội đảng bộ thành phố phải thể hiện tính định hướng cho nhiệm kỳ mới và nhiều năm tới, trong đó tập trung các giải pháp chọn các khâu đột phá, thể hiện tính đặc thù riêng của địa phương để tạo sức bật, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của Châu Đốc. Đặc biệt, công tác nhân sự phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về số lượng tiêu chuẩn cơ cấu, chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức, lối sống, uy tín bầu vào cấp ủy khóa mới, không để lọt các phần tử cơ hội chính trị vào cấp ủy, phải sâu sát cơ sở. Nắm dư luận nhằm kịp thời điều chỉnh nguồn nhân sự, tăng cường công tác tuyên truyền tạo ra khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Song song đó, tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn biên giới, các khu điểm du lịch, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Năm 2019 vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Châu Đốc và khu vực biên giới ổn định, quan hệ hợp tác của các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên luôn được duy trì, tổ chức các cuộc họp đối ngoại để trao đổi giải quyết tình hình an ninh trật tự theo thẩm quyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới. Tình hình tội phạm hình sự giảm 27,27% so với năm 2018. Tai nạn giao thông được kiềm chế, trật tự đô thị được chỉnh trang, nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã
đã biểu dương đánh giá cao các phong trào của Ban chỉ đạo thành phố và các phường xã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và các phường xã trong năm 2020 tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 0,5%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt từ 75% trở lên, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, tai nạn giao thông kéo giảm từ 5 đến 10%, tiếp tục triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các chương trình kế hoạch đề án phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người và tệ nạn xã hội buôn lậu, đặc biệt thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, phong trào vì an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự. Dịp này, Bộ Công an đã khen thưởng tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường Châu Phú A có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc khen thưởng tặng 54 giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, dẫn đầu đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phòng Y tế thành phố Châu Đốc, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Phòng Khám Đa khoa Bình An, Hội Đông y thành phố và bà Vũ Hồng Khoa, Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại các nơi đến thăm, ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám và điều trị cho người dân. Nhiều kỹ thuật y tế mới, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai và áp dụng thành công tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và gửi lời chúc mừng các đơn vị y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, mong muốn các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm y đức của người thầy thuốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc kết hợp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu trao giấy chứng nhận việc gáp cho tổ hợp tác trồng dừa Thuận An ấp Mỹ Thuận xã Vĩnh Châu. Tổ hợp tác trồng dừa Thuận An của xã Vĩnh Châu gồm 14 thành viên. Các thành viên đã cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng vùng trồng xoài tại ấp Thuận An xã Vĩnh Châu với tổng diện tích sản xuất 18,1 ha, dự kiến sản lượng là 362 tấn trên một năm. Sau khi thực hiện quy trình sản xuất trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tổ hợp tác Thuận An đã được công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu cà phê Kintron thẩm định cấp giấy chứng nhận Việt Gáp cho sản phẩm làm ra của tổ hợp tác trồng dừa Thuận An xã Vĩnh Châu. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, uy tín, giá trị sản phẩm của tổ hợp tác Thuận An, sản xuất ra các sản phẩm an toàn chất lượng để phục vụ người tiêu dùng. Đây là mô hình điểm để những hộ nông dân trên địa bàn Vĩnh Châu học tập và nhân rộng. Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2020, toàn thành phố Châu Đốc đã ghi nhận được 23 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7 ca so với cùng kỳ. Phường Núi Sam là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất là 7 ca. Bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn đốt người bệnh rồi truyền sang người lành. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh cũng như chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh này. Để chủ động phòng chống và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, mỗi người, mỗi nhà cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng biện pháp đơn giản như phòng tránh không để bị muỗi đốt khi ngủ mùng, dùng lưới chống muỗi, diệt lăng quăng trong chính ngôi nhà của mình, bởi chỉ cần có một đồ vật đọng nước bị bỏ quên, một lu chứa nước không đậy kín đều có thể là nơi phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh. Đồng thời, người dân cần chủ động phòng chống sốt xuất huyết bằng cách diệt lăng quăng, diệt muỗi, không cho muỗi sinh sản và phát triển, đặc biệt không để bị muỗi đốt. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.